Xin chào các bạn, thế giới của chúng ta thì có 5 đại dương. Có những đại dương đã rất nổi tiếng và quen thuộc, ví dụ như là Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương hoặc Ấn Độ Dương. Đó là những đại dương lớn. Còn lại những đại dương không gần gũi về mặt vị trí địa lý và xa xôi hơn như là Nam Đại Dương hoặc Bắc Băng Dương thì không nhiều khi được nhắc tới tại Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Bắc Băng Dương, đại dương nhỏ bé nhất trên hành tinh này. Theo thứ tự, từ bé đến lớn, bé nhất chính là Bắc Băng Dương, rồi đến Nam Đại Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và lớn nhất là Thái Bình Dương. Bắc Băng Dương, tên của đại dương này cũng đã tóm lược rất nhiều điều. Bắc là phía Bắc, băng là băng giá. Bắc Băng Dương là đại dương băng giá ở phía Bắc. Bắc Băng Dương bao quanh cực Bắc của trái đất. Nơi đây là một vùng đất băng giá. Băng tuyết có thể bao phủ hoàn toàn vào mùa đông hoặc có những phần là quanh năm. Tên gọi của Bắc Băng Dương và Bắc Cực ở trong tiếng Anh cũng được lấy từ tiếng Hy Lạp. Arctos có nghĩa là gấu. Về mặt diện tích, Bắc Băng Dương có diện tích là hơn 14 triệu km vuông một chút. Cụ thể là 14,09 triệu km vuông. Diện tích này là bé nhất trong số các đại dương như chúng ta đã đề cập ở trên và nó thậm chí còn bé hơn diện tích của Liên bang Nga, đất nước có diện tích là hơn 17 triệu km vuông. Song diện tích của Bắc Băng Dương vẫn lớn hơn diện tích của toàn bộ châu Âu. Bắc Băng Dương thì bao phủ khoảng 4% bề mặt của trái đất. Bắc Băng Dương được bao phủ bởi những vùng đất xung quanh, đó là Liên bang Nga, Canada, Na Uy, Đan Mạch. Đan Mạch ở đây chính là vùng đảo Greenland, một khu vực tự trị của Đan Mạch. Và ngoài ra còn có Mỹ nữa, bởi vì sau khi Mỹ mua Alaska thì Alaska là một phần tiếp giáp với Bắc Băng Dương. Tổng cộng đường bờ biển của Bắc Băng Dương dài 45.390 km. Bắc Băng Dương nối với Thái Bình Dương xuyên qua eo biển Bering và nối với Đại Tây Dương qua biển Greenland. Độ sâu trung bình của Bắc Băng Dương là 1.038 mét, khiến đây là một trong những đại dương tương đối nông. Độ sâu trung bình này thì chỉ sâu hơn duy nhất một đại dương, đó là Nam Đại Dương mà thôi. Và điểm sâu nhất của Bắc Băng Dương sâu 5.450 mét. Xung quanh Bắc Băng Dương và vùng Bắc Cực có khoảng 4 triệu người sinh sống. Đó là những người gắn bó với khu vực này đã từ rất lâu đời và hiếm khi có những phần di cư, có những cuộc di cư đến khu vực Bắc Băng Dương. Để mà tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt thì người dân ở trong khu vực này sinh sống dựa vào sự dồi dào và hào phóng của đại dương với nguồn thủy hải sản phong phú. Và đến bây giờ, người ta ước tính khoảng 25% dầu mỏ chưa được khai phá, được cho là nằm ở Bắc Băng Dương. Bởi vì đây chỉ là dự đoán mà thôi, không phải là số lượng dầu mỏ mà con người đã biết được chính xác là nó tồn tại. Và điều này khiến cho Bắc Băng Dương là một đại dương đang thực sự nóng, dù về mặt địa lý thì nó rất là lạnh. Bởi vì khu vực này có các nước châu Âu, có Nga và có cả Hoa Kỳ nữa. Không chỉ là đại dương nhỏ nhất thế giới, Bắc Băng Dương còn là đại dương nhạt nhất trong số các đại dương trên hành tinh của chúng ta. Nói vui thế, thực tế Bắc Băng Dương có độ mặn thấp nhất trong số tất cả các đại dương ở trên trái đất của chúng ta. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên bởi vì Bắc Băng Dương có rất là nhiều băng, nên khi băng tan sẽ khiến cho độ mặn của nước biển giảm xuống. Thứ hai, Bắc Băng Dương nước rất là lạnh, nên tỷ lệ nước bốc hơi thấp. Nó hoàn toàn khác so với những đại dương vắt ngang qua khu vực xích đạo, khu vực có tỷ lệ nước bốc hơi cao. Và thứ ba đó là nước ngọt đổ vào từ các sông suối lớn tương đối nhiều. Tổng hợp tất cả những yếu tố này, Bắc Băng Dương chính là đại dương có độ mặn trung bình thấp nhất hành tinh so với 4 đại dương còn lại. Điều gì tạo ra cảnh sắc của Bắc Băng Dương không giống với bất kỳ một đại dương nào trên thế giới? Đó chính là những tảng băng trôi. Những tảng băng trôi được coi là một kỳ quan ở Bắc Băng Dương. Những tảng băng trôi lớn thì thường xuất hiện ở đây, chúng có thể dày một vài mét và liên tục bị di chuyển bởi các dòng hải lưu và gió. Băng ở Bắc Băng Dương có thể chia làm một vài loại như sau. Loại đầu tiên đó là băng vĩnh cửu. Đó là loại băng tồn tại liên tục và tồn tại bất kể vào thời điểm nào trong năm. Thậm chí là đã tồn tại hàng nghìn, hàng chục nghìn năm rồi. Thứ hai đó là băng trôi tách ra từ những tảng băng vĩnh cửu. Lượng băng ở Bắc Băng Dương thì lúc này đang giảm do nhiệt độ của nước biển ngày càng tăng và sự nóng lên của toàn cầu. Nhiều tảng băng vĩnh cửu bây giờ cũng đang tan chảy vào mùa hè và tạo thành băng trôi, nhưng lại ít được tái tạo vào mùa đông. Và điều này thì gây ảnh hưởng rất lớn đến những động vật sống tại đây. Các nhà khoa học ước tính rằng nếu mà tốc độ tan chảy băng tại Bắc Băng Dương không thay đổi, thì có thể cuối cùng chúng ta sẽ không còn nhìn thấy băng ở Bắc Băng Dương. Và điều này xảy ra sớm thôi, vào năm 2040. Nếu như băng biến mất thì những con gấu Bắc Cực vốn sinh sống và săn mồi trên những tảng băng ở Bắc Băng Dương cũng sẽ biến mất. Bởi vì chúng dựa vào những tảng băng, đó là ngôi nhà của chúng. Đây là nơi mà gấu Bắc Cực sử dụng khi đi săn. Và nếu không có những tảng băng này thì chúng sẽ bị chết đói.
Vùng biển ở Bắc Băng Dương cũng đầy bí ẩn và nhiều điều thú vị, trong đó phải kể đến hiện tượng Bắc Cực Quang. Hiện tượng độc đáo này với những dải màu sắc chuyển động trông giống như là dải lụa và phát sáng trên bầu trời đêm. Hiện tượng này còn gọi là mặt trời giữa đêm và những ngày hạ chí từ giữa mùa hè của cực Bắc. Trục quay của trái đất có góc nghiêng lớn nhất về phía mặt trời. Lúc này thì ta có thể nhìn thấy mặt trời liên tục 24 giờ mỗi ngày, đến nỗi người ta tưởng tượng như mặt trời đang mọc ngay lúc giữa đêm. Vậy hệ động thực vật ở Bắc Băng Dương thì sao? Bắc Băng Dương là nơi sinh sống của không nhiều thực vật nhưng lại rất đa dạng về động vật. Nói về thực vật thì chúng ta chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa của tuyết mà thôi, bởi vậy nên làm gì có cây nào mà sống được cơ chứ. Bắc Băng Dương là nơi sinh sống của cá voi, của hà mã, của hải cẩu, của cáo Bắc Cực, của những loài chim săn mồi và đặc biệt là của gấu Bắc Cực. Chúng sống chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn được cung cấp dưới lòng đại dương. Ở Bắc Băng Dương thì hệ thực vật không được phong phú, chỉ có những loài thực vật phù du như tảo mới có thể phát triển tốt ở đây. Nhìn chung, lên đến Bắc Băng Dương mà tìm thấy một cái cây thì đó chẳng khác nào một chuyện cổ tích cả. Vậy còn con người ở Bắc Băng Dương thì sao? Có một số tộc người bản địa đã sinh sống ở khu vực ở Bắc Cực và xung quanh Bắc Băng Dương, trong đó nổi tiếng nhất đó là người Inuit. Họ cố gắng duy trì những nét văn hóa truyền thống của mình qua nhiều thế kỷ, ví dụ như là chăn tuần lộc, câu cá, săn bắn. Họ săn gấu Bắc Cực, hải cẩu và cáo để lấy lông cũng như là làm thức ăn. Tuy có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng Bắc Băng Dương cũng nổi tiếng là vùng biển có cảnh quan hùng vĩ và hoang sơ bậc nhất trên thế giới. Chính bởi vậy nên bên cạnh những người bản địa sống ở đây một cách thường xuyên, sống ở đây đã lâu năm rồi, thì hàng năm Bắc Băng Dương và khu vực Bắc Cực vẫn thu hút một lượng khách du lịch tới khám phá ở trong những chuyến thám hiểm đặc biệt của họ. Và hầu hết những chuyến đi thường bắt đầu từ đảo Svalbard ở Na Uy hoặc những khu vực xung quanh Greenland. Và ở gần Bắc Băng Dương thì cũng có những cảng, có những thị trấn, có những khu tập trung đông người. Trong đó nổi bật nhất là một vùng đất được coi là vùng đất của gấu Bắc Cực, nơi mà gấu còn nhiều hơn người. Vùng đất này thuộc Canada, có tên là Chuchiu. Chuchiu đã phát triển từ một tiền đồn nhỏ hẻo lánh, trở thành một cảng thương mại thịnh vượng với hoạt động đó là buôn bán lông thú, đồng thời là một căn cứ quân sự chiến lược trong suốt những năm qua. Ngày nay, Chuchiu chủ yếu được du khách biết đến như là thị trấn của gấu Bắc Cực, với gần 800 con gấu sống ở vùng lân cận. Và con số này có thể lên đến hàng nghìn con trong mùa kiếm ăn của gấu Bắc Cực. Đây được xem là thời điểm tốt nhất để tận mắt nhìn thấy gấu Bắc Cực. Có những nhà điều hành tour du lịch thì thường đưa du khách đến các khu vực rìa thị trấn trên những chiếc xe khổng lồ, để từ đó họ có thể quan sát mọi hoạt động của gấu Bắc Cực. Và chiều cao của xe đương nhiên rồi, phải đảm bảo an toàn cho mọi du khách, bởi nó cần phải vượt quá tầm với của những con gấu lớn nhất. Để sống ở Chuchiu thì người dân phải thận trọng mọi lúc mọi nơi. Xung quanh thị trấn có treo những tấm biển cảnh báo nhắc nhở mọi người không nên rời khỏi biên giới của thị trấn hoặc đến những địa điểm có gấu. Chuyện gặp gấu là chuyện thường xuyên, bởi vì người dân có thể gặp gấu ở mọi nơi. Và thị trấn này thì đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu rủi ro. Ở Chuchiu có một đội tuần tra theo dõi gấu ở trong khu vực và có đường dây nóng 24/7 để người dân thông báo khi gặp gấu. Thị trấn cũng thử nghiệm một hệ thống radar cảnh báo gấu đến gần. Những vụ tấn công bởi thế rất là hiếm gặp. Vụ tấn công gần nhất xảy ra vào năm 2013 và chưa có sự cố gây chết người nào từ những năm 1980. Lúc này chỉ có khoảng 900 người sống ở Chuchiu và họ luôn cẩn trọng, chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc để đối phó với số gấu Bắc Cực còn nhiều hơn cả số dân, đặc biệt là vào mùa kiếm ăn của gấu Bắc Cực. Cuối cùng, để di chuyển tại Bắc Băng Dương thì người ta cần gì? Để di chuyển tại Bắc Băng Dương, một đại dương toàn băng giá như vậy thì những con tàu bình thường rất là khó khăn, sẽ gặp nhiều thử thách và có khi phải đối mặt với những tai nạn dẫn đến chìm tàu. Thế nên, tàu phá băng là một phương tiện di chuyển phổ biến ở Bắc Băng Dương. Tàu phá băng thì có những đặc điểm mà các tàu thủy bình thường không có, ví dụ như là thân tàu thì có khả năng chịu lực và chịu va đập cực tốt. Hình dạng tàu cần phải có hình cắt và dọn băng hợp lý và tàu cần có đủ sức mạnh để vượt qua băng biển. Lúc này thì Nga đang có đội tàu phá băng lớn nhất thế giới với khoảng 40 tàu và hiện là nước duy nhất trên thế giới vận hành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân. Dự kiến đến năm 2035 thì nước này sẽ sở hữu ít nhất là 9 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là một phần nỗ lực chiếm ưu thế tuyệt đối của Nga tại Bắc Băng Dương và Bắc Cực. Ngoài Nga, một thế lực nữa đó là Mỹ. Mỹ cũng là một quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn tại Bắc Băng Dương kể từ khi mua Alaska vào cuối thế kỷ 19 chính từ Nga. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ cũng có nhiều lợi ích ở khu vực này và họ cũng cần một đội tàu phá băng. Trung Quốc, tại sao lại có Trung Quốc ở đây? Trung Quốc dù không phải là một quốc gia ở Bắc Băng Dương, nhưng với tham vọng lớn ở khu vực chiến lược này cũng đang mở rộng đội tàu phá băng của mình.
do thời gian hoạt động liên tục trên biển dài ngày. Những con tàu phá băng thì không những được thiết kế tối ưu cho việc phá băng, dẫn đường mà còn được trang bị nhiều tiện nghi không kém các du thuyền phục vụ ở du lịch khác. Ví dụ như là trên con tàu Artica của Liên Xô trước đây và sau này Nga đã kế thừa, tiếp nối những thế hệ mới, thì trên con tàu này có hơn 150 phòng ở cho thủy thủ đoàn, hầu hết là phòng đơn riêng tư. Ngoài ra còn có phòng ăn, sảnh hòa nhạc, rạp chiếu phim, nhà tắm hơi, bể bơi, phòng thể hình, thư viện, lớp học, hiệu cắt tóc, phòng chụp ảnh, xưởng sửa chữa những thiết bị gia dụng. Về mặt y tế thì trên con tàu này cũng trang bị đầy đủ đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp, phòng mổ, phòng chụp X-quang, phòng thí nghiệm và cả khu điều trị vô trùng nữa. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về Bắc Băng Dương. Nếu mà cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.